cháy Cung Việt Xô, Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia hỗ trợ Quang Hà 250 triệu, nghệ sĩ Nguyễn Quang tiết lộ thiệt hại tới 30 tỷ đồng. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 28 tháng 9, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội bất ngờ cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn gây ảnh hưởng nặng nề đến live show của ca sĩ Quang Hà, vì nam ca sĩ này sẽ có 2 đêm biểu diễn tại Cung Việt Xô vào 2 ngày 28 và 29 tháng 9. Mặc dù hoang mang trước vụ cháy làm thiêu rụi toàn bộ sân khấu live show, nhưng ngay ngày 28 tháng 9 thì chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Quang Hà và ekip của anh đã quyết định tổ chức live show đầu tại khách sạn Marriott vào 15:30. Còn đêm diễn thứ hai sau một ngày xảy ra vụ cháy, Quang Hà cũng đã chốt thời gian và địa điểm. Quang Hà chia sẻ thông tin trong buổi gặp gỡ chiều 29 tháng 9. Chiều qua, ekip của Hà đã cố gắng hết sức bình sinh, mang đến cho khán giả một live show, dù không trọn vẹn nhưng bằng tất cả tâm huyết và sức lực. Sau buổi hát, ekip chúng tôi có tâm sự với nhau. Thật sự bản thân tôi không còn sức lực và tinh thần gì nữa. Tôi đã nghĩ đêm diễn thứ hai sẽ được dời lại sau chuyến đi Mỹ của tôi vào cuối tháng 10, tức đầu tháng 11 mới tổ chức. Thế nhưng, mọi người lại quyết định nhanh chóng. Live show ngày 29 tháng 9 sẽ được thay thế vào ngày 1 tháng 10. Toàn bộ vũ công, nhạc sĩ và đạo diễn đều bảo không làm không được, phải làm để lấy lại danh dự. Lúc đấy giọng tôi không thể mở ra được nữa, nên tôi chỉ ra hiệu gật đầu đồng ý. Tôi cũng không biết từ giờ đến ngày 1 tháng 10 tôi có đủ sức để giữ giọng hát của mình 100% không, nhưng đã làm thì phải làm hoành tráng, đã làm thì phải làm hay. Tôi mong khán giả đã mua vé thông cảm và đến ủng hộ chúng tôi vào ngày 1 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chia sẻ thêm về những tổn thất của live show, ông bầu của ca sĩ Quang Hà, Quang Cường cho biết công an thành phố đang điều tra toàn bộ sự việc. Ở Cung Việt Xô, chúng tôi thuê thêm 2 điểm diễn với giá 240 triệu đồng giờ chuyển sang Mỹ Đình. Một đêm diễn đã là 500 triệu. Nhưng may mắn là tôi nhận được tin báo từ lãnh đạo Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Họ nói thương Quang Hà nên sẽ tài trợ một nửa số tiền thuê ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Còn chương trình ở Marriott ngày hôm qua, do thời gian quá gấp gáp nên chúng tôi phải diễn chiều với chi phí thuê địa điểm là 330 triệu đồng. Thật sự khi quyết định chuyển ngay sang buổi chiều, giữa lúc cháy nổ thiêu rụi hết đạo cụ, không ai đồng tình với tôi cả. Nhưng lúc đó tôi cũng hoang mang bởi rất nhiều khán giả đã gọi điện tới, bảo em muốn xin lại tiền vé. Tôi chỉ biết nói, mọi người hãy làm phúc cho Hà, hãy đến khách sạn để ủng hộ Quang Hà. Và 100% những người gọi điện họ đồng tình, chấp nhận đến xem Quang Hà chiều qua. Tôi cũng nói thật, vụ cháy hôm qua trong cái rủi cũng có cái may là chỉ mất về của chứ không mất về người. Nếu chẳng may xảy ra chuyện đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ đau lòng, nhưng sẽ chịu trách nhiệm với họ. Cũng có mặt tại buổi gặp gỡ báo giới, nhạc sĩ Nguyễn Quang bất ngờ tiết lộ số tiền khổng lồ của vụ cháy đối với ekip âm thanh ánh sáng, nhạc công, vũ công. Tôi là người vẽ ra chương trình, từng bài hát, từng tiết mục, tôi cũng là người phối khí âm thanh dàn nhạc, nên tôi nắm được từng thứ nhỏ nhất ekip phải có. Do vậy, tôi ước tính sơ khởi thôi, nó có thể tăng gấp đôi. Tổng thiệt hại vụ cháy vừa qua, ít nhất gần 30 tỷ tiền trang thiết bị. Cháy lớn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, xác định nguyên nhân ban đầu. Thưa quý vị, báo Thanh Niên đưa tin, vào tối ngày 28 tháng 9, một lãnh đạo công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào rạng sáng cùng ngày. Theo vị này, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện. Trước đó vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lửa bùng phát từ khu vực hội trường tầng 3, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều đồ đạc, khói đen bốc lên ngùn ngụt, cao hàng chục mét, khiến người đi đường hoảng sợ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 6 xe cứu hỏa, hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát đề phòng lửa bùng phát trở lại. Vị lãnh đạo công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, một nhóm công nhân đang có mặt chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc của ca sĩ Quang Hà dự kiến diễn ra vào tối cùng ngày. Thiệt hại của vụ cháy chưa thể thống kê, tuy nhiên nhiều đồ đạc tại khu vực sân khấu, khu vực ghế ngồi bị thiêu rụi, phần máy vòm sân khấu chính bị sập đổ, nhiều thiết bị âm thanh bị cháy trơ khung. Theo báo Tiền Phong, về sự cố phải hủy show vào phút chót do cháy của Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Quang Hà viết trên trang cá nhân: toàn bộ ekip quá mệt mỏi và chán nản, chỉ muốn gục ngã và buông bỏ. Nhưng kiếp tầm giả tờ, chỉ cần có sự ủng hộ của khán giả là mọi người lại có thể trút hết ruột hết gan để biểu diễn, dù là trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Và một điều vô cùng kỳ diệu, đó là khi gặp khó khăn mới thấy và cảm nhận được sự trọn vẹn, yêu thương của gia đình, bạn bè và đặc biệt là khán giả dành cho. Toàn bộ ekip chẳng còn gì, chương trình diễn ra đau lòng nhất là toàn bộ nhạc công được có mặt nhưng ngồi dưới hòa cùng với tiếng khóc tiếng cười của Hà, mà Hà lại càng biết ơn và trân trọng mọi người hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Quang Hà thông báo
khán giả nào đã mua vé xem show Quang Hà vào ngày 28-29 tháng 9 mà chiều 28 tháng 9 chưa tham dự được thì giữ lại để sử dụng cho đêm nhạc được tổ chức bù vào ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chỉ nghĩ ai nói buồn thì sau đó là nghe thấy như Thanh Thường nói chính xác là không cháy hay là không là không có biết gì hơn thì luôn mà xỉ luôn và sau đó thì gia đình của Hà là tốt trực và gọi bác sĩ đến chuẩn bị. Thì bản thân Hà thì trước tiên nói phải nói lời đầu tiên đó là đến xin lỗi đến khán giả, sau đó thì phải nói lời xin lỗi đến các nhà tài trợ vì đã không cho cả quý vị khán giả ở Hà Nội có hai đêm nhạc đúng theo ý nghĩa mà chương trình đã được đưa ra, đó là đẳng cấp hoành tráng cảm xúc như là thăng hoa để mà dành tặng cho khán giả. Và ngày chiều hôm nay thì khi mà chuyến đến biển xong thì mới được ekip của Hà báo rằng là sẽ diễn ra cái buổi chiều ngày hôm nay tại khách sạn Nhà Nước để mà ít nhiều bù đắp được cho tất cả khán giả ở Hà Nội. Thật ra thì Hà biết rằng là cái sự việc này xảy ra thì nằm quá ngoài sự kiểm soát và tầm kiểm soát của bản thân Hà và ekip. Nó không phải là cái điều mong muốn của tất cả mọi người, không phải của mọi người chứ không phải riêng bản thân. Nhưng mà nó đã xảy ra rồi thì hy vọng từ sáng đến nay giờ thì Hà nhận được rất là nhiều người động viên chia sẻ từ gia đình, từ bạn bè, từ tất cả khán giả. Và Hà thật sự rằng là ngay giờ phút này thì Hà xin được gom tất cả những lời chia sẻ đó, những lời động viên đó để dành tặng cho ekip của mình. Tại vì Hà bây giờ Hà mới lúc ở nhà là Hà không hề biết rằng là thiệt hại về vật chất nặng đến như vậy. Hà chỉ nghĩ lúc đầu tiên thì Hà thì nghe phong thanh là cháy ở trên phần mái thôi chứ không nghĩ rằng là nó sụp xuống và phá hủy toàn bộ sân khấu của Hà như vậy. Và bây giờ thì Hà mới nhận được tin là toàn bộ trang thiết bị về âm thanh của công ty Fantasy đã không còn nữa. Rồi cái thiệt hại lớn nhất về kinh tế, về vật chất. Thứ đến đó là dàn ánh sáng của anh Long Long cũng hoàn toàn bị tiêu hủy. Hà rất là cảm động. Hôm nay Cường đang ở trong địa show thì rất là buồn mà thật sự là không biết nói gì hơn trong lúc này cả. Rất là lo lắng và buồn, cảm thấy bị con người muốn xỉu, muốn rớt. Mình không hiểu mình sẽ làm được gì lúc này nữa. Chỉ biết là rất là tiếc. Cái này cô Hoàng Hải đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cả mấy tháng nay mà bây giờ cháy trong địa show. Cho nên là hiện nay thì bên ekip cùng Quang Cường chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng trước tiên là mong quý vị hãy thông cảm. Show tối ngày hôm nay và show tối ngày mai, ngày 28-29 tháng 9 là show Quang Hà đã diễn ra ở cung đường show. Tất cả mọi chi tiết tập trung và tập luyện và dành tặng cho khán giả ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng rất tiếc là điều là đã bị cháy từ lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay. Thì mong là bên ban tổ chức cùng Quang Cường, cùng ca sĩ Quang Hà sẽ có những thông tin chính xác và chuẩn nhất để dành đến khán giả để cho biết, để quý vị khán giả sẽ biết những thông tin này. Mong quý vị khán giả sẽ theo dõi Facebook và báo chí để có những thông tin chính xác từ Quang Cường, từ ca sĩ Quang Hà. Một lần nữa thì trước mắt là xin lỗi quý vị, đêm diễn ngày hôm nay và đêm diễn ngày mai sẽ không diễn được. Xin lỗi mọi người. Hà Cường rất là lo lắng và rất là buồn. Buồn vô cùng. Mong hiện nay thì Quang Cường cũng như ekip chưa biết là sẽ thực hiện như thế nào, nhưng sẽ có một cái buổi họp báo cụ thể, nhất là xin lỗi khán giả. Thứ hai nữa là sẽ thông báo cụ thể địa điểm nào để phù hợp cho không thể như thế này để diễn ra. Thì mong là phóng viên báo chí, những người thân thiết của Quang Cường hay ca sĩ Quang Hà sẽ đồng hành và sẽ đưa tin và sẽ có những cái lời để cho những khán giả họ đã mua vé rồi họ sẽ không bị bất ngờ như Quang Cường như ngày hôm nay. Sáng nay lúc 6 giờ Cường có mặt ở đây thì khi Cường bước vào đây thì Cường đã hỏi an ninh và mọi người là lý do cháy. Thì lý do nói là cháy từ mái nhà, họ sửa chống thấm mấy ngày hôm nay. Thì Cường có nói là tại sao lại sửa ngày hôm nay lại không qua ngà, thì nói là nếu không sửa lỗ mai tối nay mưa thì sao.
cho nên bắt buộc phải sửa. Thì cũng hiểu họ đã chuẩn bị công tác hàn như nào đó đã bị cháy, ảnh hưởng đến lãi suất Quang Hà. Hiện nay lãi suất của Cường thì của Quang Hà, hiện nay lãi suất của Quang Hà sẽ rời lại một ngày gần đây và sẽ một cái buổi họp báo chính thức để công bố lại diễn ra cái lãi suất này của mình. Mong rằng là báo chí hay tất cả những người thân khán giả của Quang Hà thông cảm cho ekip của Quang Cường, thông cảm cho ca sĩ Quang Hà và gửi một lời xin lỗi đến mọi người.